bán cá khô. Ông nhìn cái gái này mắt sáng lên. Đưa cái đi nào mà ra được thấy không? Ok, hello chào các bạn. Mình tên Hùng Kaka. Chào mừng các bạn đến với kênh Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì như hôm nay là anh em mình là đi phạt Lào về mọi người nhé. Anh em mình đi qua chợ là muốn vào chợ mua một ít đồ để tối về anh em nấu bữa tối. Thì mình sẽ review cái chợ Angola, chợ bản địa Châu Phi, bán những cái thứ gì cho các bạn xem và mua như thế nào nhé. Thế thì có anh Đông với Lindo đang đi mua cái gì đóng đồ chưa biết được, thì bây giờ mình sẽ vào là review cho mọi người xem luôn. Thì mình hôm nay là kênh Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, thì bắt đầu hoạt động mong mọi người ủng hộ mình, thì cũng như ủng hộ người dân để mình có thêm động lực giúp người dân, giúp đỡ người dân nghèo ở Châu Phi hơn nhiều hơn nữa mọi người nhé. Bây giờ anh em mình đi vào đây. Đấy, bên Châu Phi chợ bán cũng có bán những cái đồ này mọi người nhé. Đồ rất là xa xỉ, giày dép quần áo là bán đầy đủ. Thì bên này là bán cái gì? Bên này này là có bán chuối này, rồi bán ngô, bán gì đây? Lino mua cái gì chứ? Dạ nó phải mở, nó phải mở. Lino mua cái gì chứ? Đây cũng có gì cả. Ở đây cũng có. Lino ơi, ăn nạc không? Ê, Lindo ra chờ này. Đây chờ này là bánh ngô, bánh bột ngô, bánh muối này. Và đây có bánh cá này mọi người nhá. Bánh cá khô. Ông nhìn cái gái này mắt sáng lên. Đưa cái đi nào mà ra được thấy không? Đây cá khô bạn thế này mọi người nhá. Đây vì sao biển. Ăn nào? À, có nhá. Đang đói. Anh em mình đi phạt phiếu gạo về là đói quá. Đói bụng rồi, đây là mua đùm lạc này. Đây là caramel này, đi chờ đấy. Bỏ túi cho cầm cho. Cái này là của anh quay phim. Ây quần. Đấy, bán rất nhiều thứ mọi người nha. Cà chua này. Đây hành. Nói chung không mua được cái gì. Cá. Amai, bafeta lên đi. Amai, bafeta. Đây là chợ bản mọi người nhé, chợ trong bản nên là ít người họp với cái bản nhỏ thôi, chứ không phải là chợ lớn gì đâu. À quên, mời mọi người ăn lạc nha, lạc răng muối. Chứ bà có đi tôi chưa? Đấy, cà chua là mọi người ở bản này vẫn trong được rất nhiều này. Đấy là cà chua này, đó là lạc bản. Đậu bắp này. Đây. Còn ấy về lấu canh chua. Đấy, cái này vẫn người ta vẫn trâu đúng rồi nhá, vì ở đấy là cái vùng này là bản thấp, xung quanh có sông suối. À cái mút bị kèn nó có tung tia. Hoặc là cái đầu bản này là của xung quanh này cũng có người dân Bồ Đào Nha hoặc là Brazil người ta trâu. Đấy đây chắc là người dân xin ít hạt giống về trâu đấy mọi người ạ. À nghe. Nghe đi tia lại cái này. À cái tia ra ta bầu. Hả? Đi chợ kèn rồi. Xem đâu đây có bản gì hay. Cái này em thấy bán trứng mà. Làm gì có. Ô vừa nước tê rồi xin đấy. Quả gì ấy? Hả? Ừ, nhìn đi. Đấy, khoai tây mọi người này. Khoai tây Châu Phi cho mọi người xem này. Nhưng cái khác rất là to, nhưng mà khoai tây thì rất là bé. Quả này quả gì ấy? Quả gì anh Đông ơi, đi đâu ấy? Hả? Đi đâu quả này quả gì ấy? Pipino. Ở miếng kiểu. Ừ, quả miếng rồi. Pipino. Ấy, pipino. Phải, nè. Dưa chua ra đi nhá. Dạ, pipino. Không phải pipino làm salad. Pipino khác nhau, loài nhau. Quả nó như kiểu giống quả bí của ta ấy. Pipino là cái gì? Là dưa chuột. Tiếng Việt Nam cái gì? Dưa chuột đi. Dưa chuột, dưa chuột. Đấy là dưa chuột của Châu Phi mọi người này. Đấy. Cà chua. Đấy, ngoài chờ đâu. Ai, ai báo? Ai báo? À, đây có cả bình mi. Lên ơi bình mi không? Đây. Bình mi bằng ngoài chờ đây. Bán chờ nhỏ nhỏ chứ không bán nhiều thứ.
gì kìa. Cái gì kìa? Cái gì mà? Cái gì kìa? Cái gì lên đâu? Rau khô. À lạ lạ khô không? Ừ. Cái này cũng được. Chuối này. Banana. Quan được, ăn cái quan được. Xoay. Xoay. Chuối ngắn này này. Ăn chuối không? Không không. Chuối ngắn này. Cho chín. Hả? Ê. Cho chín. Chuối ăn ngon nam vẫn nhiều hay. Hay là lên đâu này anh ngồi ngồi thử bán để anh mua cái. Có biết bán không? Không biết. Hả? Không biết. Cái này cái gì đấy? Xà phòng. Xà phòng hả? Xà phòng. À, đấy là xà phòng mọi người nhé. Xà phòng bán này. Xà phòng tắm. Mới là giặt. Tắm giặt, họ tắm họ giặt bình thường. À, cái này có tắm nó có giặt không? Dạ có. Được. Có mà. Họ đấy họ họ. Lạc ăn có kề, ăn vừa vừa. Đấy, thích thì ăn đây. Lên đón chuối không? Anh mua cho. Chưa chín. Chuối chưa chín à? Ê, chứ. Anh mà đúng. Nhìn kiểu chuối quả không ngon này. Chào chào kiểu. Uống xe nhé. Ăn không? Ăn được. Ăn. Đây. Chín rồi em mọi người. Nhìn xem một cái chín rồi. Chín cả. Ăn trong đội này đúng không? Chín cả. Chín cả. Lấy hai cái. Hồi ăn mấy tiếng không? 100. 100 quan. Lấy hai đường quan à? À. Lấy 200. Dạ. Yeah. Ăn có kể. Trong xe có tiền đi. Đấy, đây tiền là trả tiền. Dạ. Không sao gì. Lấy tiền. Đấy, mọi người nha. Hey, mình hôm nay là cùng tiền đường là đi phát phiếu lấy gạo cho người dân về thì mình cũng có review một số phong tục và đời sống của người dân ở bên này mọi người nhé. Thế thì mình cũng quay một số thứ phong tục và đời sống người dân là làm ăn như thế nào. Thì chỉ có cả ngày ra đây ngồi bán mấy cái thứ lặt vặt thế này để kiếm sống mọi người ạ. Vì đấy là cũng là bản tộc rồng lớn thế này. Thế là cũng rất là nghèo khổ. Thì hôm nay là mình review cái này cho mọi người xem. Thì mọi người thấy video hay và video có ý nghĩa thì mọi người hãy nhớ cho mình một like và cho một chia sẻ để đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực đi quay thêm đời sống và phong tục tập quán ở Châu Phi cho tất cả mọi người xem mọi người nhé. Chào các bà nhá.